Một lần nữa chúng tôi cảm ơn sự trở lại của quý vị để tiếp tục chương trình tin tức hệ thống truyền hình VBS. Sau đây Hoàng Dung sẽ mở đầu phần tin Việt Nam. Mời quý vị theo dõi. Thưa quý khán thính giả, Việt Nam lên án Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền tại hội nghị AMM 52. Phó Thủ tướng Việt Nam đã tố cáo Trung Quốc là đã vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông và các bộ nước này đã tiến hành thăm dò dầu khí bất hợp pháp trong vùng biển tranh chấp. Cổng thông tin chính thức của chính phủ Việt Nam cho biết vào hôm 1 tháng 8. Theo nguồn tin này, thì Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh trong cuộc họp kín với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Asian lần thứ 52, hay còn gọi là AMM 52 ở Bangkok vào chiều 31 tháng 7, đã đã kích Bắc Kinh vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông trong khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tại cuộc họp cấp Bộ trưởng Asian và Trung Quốc, ông Phạm Bình Minh trong bài phát biểu của mình với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về hoạt động khảo sát của tàu thăm dò hải dương địa chất 8 và các tàu hộ tống kể từ đầu tháng 7 tới nay ở khu vực Bãi Tư Chính, Tiếp theo, các hoạt động cải tạo bồi đắp quy mô lớn và quân sự hóa các cấu trúc trên Biển Đông. Trong khi đó, ở quốc nội, thưa quý khán thính giả, các ngư dân Việt Nam đã lên tiếng đòi chính phủ Việt Nam phải kiên quyết đối đầu với Trung Quốc. Một tổ chức ngư dân Việt Nam vừa kêu gọi chính quyền phải kiên quyết hơn để đối đầu với Trung Quốc phải rút tàu khảo sát Hải Dương ra khỏi phần vị Việt Nam. Trong một tuyên bố đề ngày 29 tháng 7, Hội nghề cá Việt Nam đã đồng thời lên án hành động xâm phạm chủ quyền ngang ngược, cản trở ngư dân hoạt động của tàu Trung Quốc. Và theo ghi nhận của hãng Reuters thì Hội nghề cá Việt Nam đã công bố lời kêu gọi này trên trang web của hội và cho biết cũng gửi bản tuyên bố của mình cho các bộ ngoại giao, các bộ quốc phòng và các cơ quan chính phủ khác của Việt Nam. Bản tuyên bố nói rõ là hội nghề cá kịch liệt lên án và phản đối hành động của phía Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền biển đảo Việt Nam. Theo bản tuyên bố thì hành vi của Trung Quốc đã gây cản trở cho việc khai thác hải sản của ngư dân Việt Nam trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Cục Kiểm ngư Việt Nam nhận hai tàu được nâng cấp trong gói tài trợ của Nhật Thưa quý vị, Cục Kiểm Ngư Việt Nam đã được bàn giao hai tàu kiểm ngư được sửa chữa, nâng cấp với tài trợ của Nhật Bản. Trang mạng tin tức quốc phòng James Navy International vào hôm 1 tháng 8 cho biết, hai tàu mang ký hiệu KN-595 và KN-596 đã được công ty đóng tàu Hồng Hà giao cho Cục Kiểm Ngư vào ngày 30 tháng 7. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nhật Bản trả lời phỏng vấn của trang mạng James xác nhận vào hôm 2 tháng 8 rằng, Hai tàu kiểm ngư này là một phần trong gói viện trợ gồm có 6 tàu kiểm ngư mà chính phủ Nhật Bản đã thông báo vào năm 2014 và đã được Ngoại trưởng Nhật lúc bấy giờ là ông Fumio Kishida về chuẩn vào tháng 8 năm 2014. Trang tin tức quốc phòng trên dẫn lời người phát ngôn Nhật Bản nói rằng Tokyo viện trợ các tàu kiểm ngư theo nguyện vọng của các nhà lãnh đạo Việt Nam, yêu cầu Nhật Bản hỗ trợ trong nỗ lực tăng cường khả năng giám sát việc tuân thủ luật pháp trên các vùng biển thuộc lãnh hải Việt Nam. Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thủy sản cho biết, Tổng cục đã nhận hai tàu KN595 và KN596 từ công ty đóng tàu Hồng Hà và xác nhận rằng hai chiếc tàu đã được sửa chữa, cải hoán và nâng cấp từ hai chiếc tàu cho chính phủ Nhật Bản viện trợ. Và bản tin sau cùng liên quan đến các phụ nữ Việt Nam lấy chồng ngoại quốc. Bản tin nói rằng trong 10 năm qua Riêng miền Tây Việt Nam đó có khoảng 70.000 phụ nữ. Bản tin cho hay là bộ áo giáo dục thời đại hôm 31 tháng 7 vừa qua đã loan tin theo thống kê của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam tính từ năm 2008 đến 2018 tức là 10 năm. Trung bình mỗi năm có khoảng 18.000 người Việt kết hôn với người ngoại quốc trong đó 72% là phụ nữ. Riêng khu vực đồng bằng Cửu Long trong thời gian này có khoảng 70.000 phụ nữ lấy chồng ngoại quốc. 78% trong số họ là những người phụ nữ sinh ra trong gia đình nghèo, thất nghiệp. Vì vậy họ mong muốn lấy được người chồng ngoại quốc là con đường thoát nghèo cho bản thân cũng như cho gia đình. Những người đàn ông mà phụ nữ Việt kết hôn chủ yếu là người Trung Quốc, người Đài Loan, Nam Hàn và Mỹ các cuộc hôn nhân trên chủ yếu là thông qua dịch vụ môi giới. Và thời gian gần đây là qua hình thức đi du lịch đã được sắp xếp từ trước để tránh việc phải gọi là ghi danh kết hôn, một thủ tục hành chính rất phức tạp, tốn nhiều thời gian, tốn nhiều công sức, thậm chí là tiền bạc ở xã hội Việt Nam. Và theo thống kê của Bộ Bình đẳng dân sự cũng như gia đình thì độ tuổi trung bình của các cô dâu ngoại quốc lấy chồng Hàn là 25 tuổi còn độ tuổi trung bình của chú rể thường là 43 tuổi các cặp đôi này có đặc điểm chung là trình độ học vấn thấp tức là người chồng cũng học vấn thấp mà cô dâu lấy chồng cũng học vấn thấp Việt Nam thì mong xuất ngoại để đổi đời còn các chú rể thì thưa quý vị chắc là khó lấy vợ người bản xứ cho nên là nhào sang Việt Nam được chọn những cô gái đẹp dễ thương Thà thưa quý khán giả bản tin vừa qua đã chấm dứt phần tin hôm nay của chúng tôi và sau đây thì xin gửi đến quý vị một cái thông báo của hệ thống truyền hình VBS từ quý khán thính giả. Đó là thẻ theo lời yêu cầu của rất đông quý khán thính giả đã từng theo dõi hệ thống truyền hình VBS trước đây qua hệ thống uh, Galaxy. Đặc biệt là các quý vị ở các tiểu bang và ở Canada. Tất cả các quý vị này đã gọi cho chúng tôi Và tha thiết mong muốn được xem lại chương trình trên Galaxy 19 Vì vậy hệ thống truyền hình VBS quyết định phát sóng trở lại Trên hệ thống satellite Galaxy 19 Kính mời và kính chúc quý vị tiếp tục thưởng thức các chương trình Phải nói là đã được quý vị thương mến trong 12 năm qua quý vị nhé à, Tuy nhiên thì chúng tôi cũng không mong là mong các cơ sở quảng cáo Cũng như các bậc cha mẹ phụ huynh cũng như thể quen biết được những ai có thể thì giúp đỡ cho chúng tôi bằng cách là tiếp tục gọi cho chúng tôi để quảng cáo bởi vì phải nói rằng quý vị biết quá rõ đài tv nào cũng vậy nhờ các quảng cáo thì mới giúp được cho chương trình phong phú hơn và tốt hơn nếu quý vị giúp được cho chương trình đó thì quả thật là một điều rất đáng khích lệ mong được quý vị ủng hộ kính thưa quý vị bản thông báo của anh mai tuấn vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức của hệ thống truyền hình vbs anh mai tuấn cũng như hoàng dung xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị kính chúc quý vị có một ngày thật nhiều bình an và hạnh phúc và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai xin kính chào tạm biệt quý vị